Dạ em Phong bên bạn xin chào quý khách hàng ha, chào tất cả anh em, mọi người đang xem video của em. Hôm nay em lại tiếp tục lên video để video offline ha, để em báo giá mọi cái đồ kim khí bên em, một số các món mà mình rất cần thiết luôn ha. Khi mình làm nghề, đồ nghề của em là đồ nghề chính hãng thôi anh em. Em không bán cái đồ không có thương hiệu đâu, đồ thương không có thương hiệu là đồ Trung Quốc mà không có chính hãng á, thì nó sẽ có cái giá nó khác. Và nếu mà có những món đồ đó trong nhà em thì em cũng sẽ báo lên với anh em. Những cái đồ đó em cũng lựa những cái mẫu mà nó có chất lượng cao nhất có thể đó anh em. Chứ không phải lúc nào đồ đó cũng dởm, nhưng mà có những đồ như vậy nhưng mà giá nó không được nổi tiếng, thương hiệu nó không nổi tiếng lắm nhưng mà nó lại dùng ngon, giá bình dân. Đó em tới cho anh em mình nè. Đó, hàng Quật Phao, hàng Total, hàng King Blue, đó những cái hàng chính hãng thôi. Họ làm đồ kim khí, là kim khí thì chủ yếu nó tiên thiệt luôn là em bán chủ yếu của King Blue và Quật Phao đó anh em mình tham khảo nha, giá rất là bình dân luôn. Anh em mình mua hàng qua hai số điện thoại này, nhận hàng kiểm hàng thanh toán giùm em, không yêu cầu anh em cọc gì đâu nha. Rồi bây giờ em vào chi tiết cho anh em nè. Em đầu tiên em giới thiệu với anh em mình cái con robot hút bụi nhà em. Đây, con robot hút bụi này là con Roomba. Robot Roomba con này là hàng nội địa Trung anh em nha, nội địa Trung giống như các kiểu như là hàng Anchor này. Anchor này là một cái nhà máy nội địa Trung ở bên Trung nội địa bên Trung Quốc đó anh em. Bên Trung Quốc nó có cái nhà máy mang tên là Anchor, nó sản xuất máy Anchor là công ty Yamasu người ta nhập khẩu về để mua phân phối cho thị trường Việt Nam mình ha. Còn chủ yếu Anchor người ta xuất qua Nga rất là nhiều. Còn cái dòng iRobot Roomba này, cái con này anh em sẽ thấy nó có rất là nhiều dòng, ví dụ như là nó xuất Mỹ, xuất Nhật, qua Việt Nam mình hoặc là ở nội địa Trung Quốc. Thì cái con em đang sở hữu đây là con hàng nội địa Trung Quốc nha. Tất cả Roomba nó đều made in China hết anh em mà tìm cái con Roomba này made in Japan là không có rồi nha, là có thể là hàng nhái đó nha anh em. Còn cái này Roomba hồi giờ chỉ có made in China thôi, có cái nhà máy Roomba bên Trung Quốc người ta lắp đặt, người ta sản xuất đó anh em. Thì cái bạn này là hàng đã lướt nha, đã dùng rồi. Và mình có cái app, nó trong này nó có cái app mình kết nối với điện thoại wifi nè anh em. Mình kết nối với điện thoại mình thì mình có thể thấy được cái con robot này nó mới chỉ được sử dụng 63 giờ đồng hồ thôi. Những con robot mà dưới 100 tiếng thì đã sử dụng dưới 100 giờ thì mình coi như nó là hàng lướt thôi anh em. Mới 63 tiếng đồng hồ thôi à. Rất là lướt luôn. Đó, siêu đẹp. Con này có mã nha. Mã của nó này. Con này là robot Roomba E5. E5 anh em ha. Cái này là gọi là cái hút chân không của nó đó anh em. Nó hút nó không cần phải cái chổi quét, cái chổi quét là xưa rồi, cái chổi quét là nó sẽ bắt cặp ở cái chỗ là tiếng ồn nó nhiều và cái lực hút nó không bằng cái này được. Cái này nó bám sát với cái nền của mình hơn, và ở tóc này, rác này, ở những cái đồ linh tinh nó không có bị mắc vô cái sợi cước mà nó được hút hết vô trong cái hộp rác của mình luôn đó. Cái đợt công nghệ này là bữa nay đời đời 8 đời 9 người ta xài cái lô hút này nè, gọi là cái lô lô của nó này, hút rất là sạch, cực kỳ êm luôn nha. Bạn này chạy êm lắm này. Cái này là cao su anh em ha, cái bánh xe cao su nha, nó có một cái lớp đệm cao su chạy rất êm. Nếu nhà anh em mình mà gạch á, mình không có sợ bị xước gạch đâu nha. Rồi cái này là mình để mình xoay này, hai cái cảm biến này là cảm biến để mình sạc này nhá. Rồi pin của nó nằm ở dưới này, pin của nó nằm dưới này, pin của nó có thể chạy được 1 tiếng rưỡi anh em nhé. Pin riêng luôn ha, sạc riêng điện cho 220V, pin của nó hoạt động được 1 tiếng rưỡi đó. Rồi cái này là chổi, thì cái này nó có kèm tặng cho anh em một cái chổi chổi khác nữa nha. Đây là chổi trong máy, rồi có tặng kèm một cái chổi khác, rồi có tặng kèm cho mình một cái gì ta, cái gọi là cái nó sẽ giúp cho mình gọi là cái con robot này nó không có đi tới cái địa phận đó được. Đó. Một cái bức tường ảo anh em, nó có một cái vật dụng rất là đơn giản thôi, nó nhỏ như thế này nhưng mà nó sẽ là một bức tường ảo. Nó làm ra một bức tường ảo để cho cái con này là không có đi tới được những cái nơi mà mình muốn nha. Mình muốn nó không tới đâu thì mình đặt cái tường ảo chỗ đó là nó sẽ cản con robot lại, con robot không đi được nha. Ví dụ nhiều khi mình để ở chỗ cửa cửa ra vào anh em, không cho ra ngoài sân. Thì bạn này là em đang bán nha, là pin ring bao cho anh em chạy 1 tiếng rưỡi đồng hồ, rồi sạc riêng điện 220, rồi tường ảo, rồi tặng kèm lưới lọc HEPA cho cái hộp rác, rồi rồi chổi rác tặng kèm đó. Rồi em sẽ hướng dẫn cho anh em mình nó là cài đặt qua điện thoại ha, cài đặt cái con này điện thoại. Rồi cái hộp rác của nó hút khỏe là bởi vì sao? Bởi vì cái motor hút nó nằm ở chỗ này, cái motor hút nó nằm ở chỗ này anh em, nằm ở chỗ này.
là nó hút khỏe lắm, ngay gần đây luôn, và nó hút hết tất cả rác bụi mịn luôn, và nó sẽ gọi là tất cả những gì nó đi qua là nó sẽ hút sạch, và khi nó đã cảm biến, nó có cái chức năng cảm biến được được là bụi mịn nữa anh em. Khi mà đi ngang qua đó nó thấy bụi mịn nhiều thì nó sẽ đi tới đi lui, đi tới đi lui, chừng nào cái khu vực đó nó sạch rồi thì nó mới đi chỗ khác đó. Đoạn này rất là hay nha anh em, giá em đang bán nha là 2,8 triệu một máy, một pin, một sạc, rồi một tường ảo, rồi một chổi đó, chạy mới có 63 tiếng ngồi thôi anh em. Hàng chính hãng nha, em không bán hàng nhái đâu, Roomba hàng chính hãng nội địa Trung ha, thường anh em mua hàng nội địa Nhật á hoặc là hàng Mỹ nó cũng có, thì những hàng nội địa Trung là giá lắt rẻ và người ta dùng lướt nhiều lắm anh em, rất là lướt luôn á. Hàng Nhật thì thường người ta dùng nhiều hơn, còn bạn đời nội địa Trung rất là đẹp. Anh nào mua một con này nó về dọn dẹp gia đình là khoái luôn nha. Đó, chị vợ là rất thích. Anh nào mà hai vợ chồng cứ đi làm hoài không có hay ở nhà đó, cứ sáng đi chiều về là nên mua một con ha, bỏ trong nhà xong rồi tất cả mọi thứ trong nhà ở dưới cái nền của mình là không có để ha, bà thảm chăn này rồi giờ dây điện dây đồ đó là mình cắt hết lên trên cao để cho nó một cái nền không thôi, nó sẽ hút cho anh em mình sạch cái nhà luôn, không có cần phải quét. Nhà em cũng xài một con như thế này, cứ đóng cửa đi rồi chiều mới về á là cái nhà luôn sạch sẽ luôn, không cần mình phải 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 lo nghĩ là chuyện nhà dơ nữa anh em nha. Mà nó hút bụi nó sẽ sạch hơn là mình quét nhà. Mình quét nhà thì bụi nó còn bay lơ lửng và nó bám lại chỗ cũ, nhưng bạn này vẫn đi tới đâu là vẫn hút vô tới đó, không có chuyện mà ma sát mà bụi bay lung tung anh em ha. 2,8 triệu thôi, ở dưới đít giường gầm giường đồ đó đã chơi sạch lắm, khỏi mất công mình lau chùi. À, lau chùi cực lắm luôn má chị đó, chị nào mà nhà xài giường mà cao tầng cao cao lên đó thì ngày nào cũng lau dọn dưới cái đít giường của mình là mình rất là bực mình đúng không, nhiều khi bực mình chửi quạo, nhưng mà có cái con này là em nói thật nha, không có chị nào phải mỏi lưng nữa hết á, nó làm hết, nó giải quyết được tất tần tật. Đấy, 2,8 triệu một con nha, bao cước tận nhà luôn, anh nào mua nhắn em ha. Rồi bây giờ mình qua tới chuyên viết chủ đề chính bên em, là chuyên viết của hàng anh cho này. Đây, con này 330 Newton anh em, chạy êm lắm. Đấy, anh em nghe tiếng búa này, em sẽ đưa đưa mic lại gần này. Anh nghe nghe cái tiếng à, tiếng nó rất là đầm, nó rất là êm luôn anh em, nó không có kêu to giống như những dòng khác ha. 330 new nhưng nó làm cái động cơ rất là êm. Rồi bây giờ mình coi nè, đây là cái mũi vít dài 20 cm của quật phao gắn vô ha. Đó, đây coi nè anh em. À, anh em có thấy cái con vít nào mà chạy đồng tâm như nó không? Đấy, chạy cực kỳ đồng tâm luôn, anh em có thấy nó bơ không? Đấy, nè, mũi dài 20 nha, là chứng tỏ là con máy này rất là kinh khủng, và cái mũi này nó cũng khá là chuẩn nha. Đã, mũi của quật phao. Đấy, mũi chuẩn, máy chuẩn. Thân máy có 990 thôi anh em, quá rẻ rồi. 990 ngàn đồng thân máy lực 330 new. Cho anh em mình làm chân pin Makita thông dụng nha, bảo hành 6 tháng chính hãng. Anh nào mua thì nhắn em, nếu mà chưa có chưa xài được chưa có pin thì mua pin bên em cũng đóng pin 500 là 1,490 triệu một máy, một pin, một sạc. Đấy, thương hiệu Anchor. Rồi còn con khoan, con này là con khoan hai chức năng nha. Đấy, khoan hai chức năng thì cái tiếng nó kinh khủng hơn. Đấy, nó tốc cao lắm anh em, tốc một nè. Cái này là chuyên khoan thôi nha, nó không có búa rung nha anh em. Búa rung là thường để hỗ trợ cho mình khoan tường nhanh hơn đó, nhưng mà bạn này không có búa rung nha, bạn này là chuyên khoan thôi, khoan sắt, khoan gỗ. Còn nếu mà muốn khoan tường thì anh em xài cho em cái mũi đa năng là khoan được rồi, đâu cần tính năng có búa đâu ha. Đấy, đây con này là vòng tua của nó lên tới 2.000 vòng một phút lận luôn nha anh em, quá trời quá đất, 2.000 vòng một phút đó. Em xài gia đình hoặc là làm cơ khí mà chuyên khoan á anh em, làm mộc rồi đó, chuyên khoan thì nên xài con này, chuyên khoan chuyên khoét rồi đó là xài bạn này hợp lý. Thang máy là 800 ngàn, 800 ngàn thang máy ha, pin với sạc thì cộng 500 là 1,3 triệu một bộ máy pin sạc nha. Đấy, anh cho nó sẽ khác với Yamasu nha anh em, tức là nó chung, nó cùng một cái hãng Yamasu phát triển, tuy nhiên là anh cho nó là của nhà máy anh cho làm. Còn Yamasu là do bên Yamasu họ đặt hàng là kiểu khác, cái khuôn nó khác anh em, cái tính năng nó khác đó. Còn cái hàng anh cho này nó khác nha đó, nhưng mà cũng cùng bên Yamasu, cũng cùng một cái tính chất bảo hành giống như Yamasu thôi, đó là cũng của Yamasu phân phối độc quyền cho thị trường Việt Nam mình đó.
giá cũng khá rẻ nha anh em, mà con máy nhìn rất là chất lượng rồi, cao su của nó làm nè anh em, không có không phải là cao su mình nhìn không phải là đồ như đồ giá rẻ đâu, nhìn đồ rất xịn nha nè, cao su của nó nè đó, và lớp nhựa của nó nè làm rất là chỉnh chu. Yamasu nó làm nhựa và cao su không có bằng hàng này được nha, này nó làm nhựa và cao su nhìn rất là đẹp luôn, nhìn rất đẹp và rất là đắt, kiểu như rất là đắt tiền luôn anh em, nhưng mà giá thấy bình dân kinh chưa, giá khác bình dân ha. Đó rồi, anh nào mua một cặp này về xài là ok luôn, còn nếu không cứ mua lẻ thì cứ nhắn em, muốn trải nghiệm thì cứ alo em, muốn xài chuyên viết mà đồng tâm như 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 thằng này thì mua chuyển thôi, có 990.000 thân máy thôi. Rồi ha, kẹp nè, kẹp này là kẹp nhanh cho anh em mình mùa làm quảng cáo hoặc là làm mộc nè, mình muốn kẹp cái gì mà khỏi cần phải, nhiều khi cái hai cái miếng gỗ nó cỡ tầm 3 phân với nhau, hai tấm ván hoặc là hai miếng gỗ nó alu nó quá nhỏ đi, quá mỏng đi, mình muốn cố định hai cái đó lại với nhau để mình khoan, mình bán viết hoặc là mình dán hai cái vật liệu mỏng lại với nhau, mình không có cái gì để kẹp hết, rất là bực mình. Xài cái cạo chữ C thì khá là lâu, anh em xài cho em cái kẹp này nha. Đây, anh em nhìn nè, đấy, nó bằng nhựa như thế này thôi, nhưng mà để ngang như thế này 6-70 kg đứng lên là không có xi nhê gì nó hết. Lò xo của nó này nhìn cực kỳ chất lượng luôn anh em nha. Đấy, lò xo bằng sắt nha, lò xo kim loại ha. Đó, cái ngàm nó mở được tầm 5 phân như thế này thôi. Nó sẽ có cho anh em mình combo từ nhỏ tới lớn nè. Nhỏ nè, đấy, rồi lớn hơn nè. Đó, từ nhỏ tới lớn, anh mua lẻ cái này em cũng có bán hết nha. Thì cái này là 5.000, cái này 10.000, cái này 15.000 và cái này 21.000 nha. 21.000 combo của nó thì em vẫn để cho anh em mình năm combo của nó, trước kia là 50, bây giờ nó lên 51 thôi em. Ai mà mua combo thì em vẫn để 50 nha. Combo 4 cái như thế này là 50.000 anh em ha. Đó, mình mua mình kẹp nhanh đó thì mình kẹp như thế này. Còn muốn mua lẻ cái loại lớn nào thì cứ nhắn em. Em có bán lẻ hết tất cả mọi cái kích thước luôn nha. Đó, combo như thế này 50. Rồi còn anh nào mà cần kẹp cái kích thước lớn hơn á thì mình kẹp cho cái này cho em nha. Cái này mình sẽ, nó có cái ngàm của nó là 50 x 150, tức là 5 phân nhân cho 1.5 nè. À, mình kẹp được cái ngàm nó to hơn nha, như thế này. Đó, nó thay thế cái kẹp chữ C. Thường cái kẹp chữ C của anh em mình kẹp nó lâu đúng không, còn cái này cái cảo chữ C chứ nó lâu, còn cái này mình chỉ cố định vô xong cái mình vặn như thế này. Đấy, nó ép vô rất là cứng anh em nha, mà làm nhanh gọn cực kỳ luôn. Hai cái tấm nhựa này là để cho anh em mình làm gỗ đó, anh em làm gỗ mình kẹp vô cho nó khỏi là khỏi có dấu. Còn anh em mình mà kẹp sắt kẹp đồ á thì mình lấy cái nhựa đây ra, mình không xài thì mình lấy cái hai cái miếng nhựa màu cam này ra mình kẹp được kim loại. Tại thường anh em hàng đồ mình sợ nắm nó chảy nhựa đây thì bỏ đi thôi, đơn giản ha. Cái này có 50.000 một cái thôi anh em nha. Cái tay cầm của nó bằng nhựa, còn lại là nó bằng kim loại hết trơn à. Cái màu xanh này là gan nè ha, gan nè, sắt nè, đó, kẹp rất là nhanh, có 50.000 một cái thôi nha. Đó, anh em nào mua nhắn em nè. Rồi, cái kẹp tiếp theo, một cái kẹp nữa nè. Đây, kẹp đây gọi là kẹp chữ F nha anh em, gọi là thanh kẹp nhanh. Đó, thanh kẹp nhanh bởi vì sao, đây anh em nhìn nè, nó cứng cáp lắm nha. Khách em họ dùng mà họ thấy rất là thích bạn này, nó khá là cứng cáp. Đây, cái ngàm của nó cũng 15 nha, nó cũng ngàm 15. Nhiều thường mình lắp đặt nội thất đồ là mình hay xài lắm anh em, lắp đặt nội thất mình bắt ở trên cao đó, không có ai dựng đồ cho mình đó, thì cái này nó có thể thế một người dựng đồ cho mình đó, để mình khoan là mình cố định cái tủ bếp lại với nhau nè, tủ đồ lại với nhau đó, như thế này mình đưa vô như thế này, xong rồi cái mình bóp cò thôi, mình bóp cò là nó sát lại đó. Thì cái lớn như thế này á, năm cái kích thước như thế này thì đang có cái lực kẹp, lực ép của nó là 60 kg nha anh em, lực ép của nó là 60 kg. À, em bán combo như thế này là 155.000 nè. Nó sẽ có hai kẹp lớn và hai kẹp nhỏ. Kẹp nhỏ nè anh em, cái kẹp nhỏ này nó cũng ngàm 10 ngàm 15, nhưng mà nó ép được tầm 12 kg thôi. Thì kẹp nhỏ sẽ giúp anh em mình làm việc nhỏ, những cái đồ nhỏ, còn kẹp lớn thì mình làm đồ lớn, đồ nặng ha. Thì một bộ như thế này gồm có 4 cây, giá là 155.000 anh em nha. Nè, 4 cái một set nè. 100 à, cái nhỏ thì là 35 x 100, còn cái lớn là 60 x 150, thì 155.000 nha. Đó, tiền cước của nó thì tầm 25.000 ha thôi anh em, 23 thôi à. Đó, anh em mình mua nhiều đồ thì đỡ tiền cước, chứ cái này không bao cước nha. Kẹp đồ lớn như thế này nè anh em, nó nhanh lắm, rất nhanh,
nó thay thế một người làm cho mình luôn đó. Nhiều khi mình phải bắt thợ dựng đồ cho mình, kẹp mình đợi cố định đúng không, thì cái này nó có giúp cho mình đỡ được cái công làm rất là nhiều ha. 155.000 bộ đấy, đó là ba cái loại kẹp nhà em đang có nha. Rồi bây giờ tới tới cái bào tô tô đi ha. Bào tô tô em đang có nè. Đây, con bào này công suất của nó là 550. Đúng rồi, 550 W nha anh em, 550 W. Bảo hành 6 tháng 820.000. Đó, bảo hành 6 tháng 820.000 nha anh em. Hàng này là hàng chính hãng rồi. Anh em xài đồ điện tô tô nhiều rồi thì sẽ biết ha. Đó, 820, anh nào đang cần máy bào đó, thì liên hệ em. Toto. Em chỉ bán những cái hãng lớn lớn có tiếng một tí thôi, chứ còn mấy cái hãng nhỏ giá nó cũng xem hoặc là nó không có rẻ hơn bao nhiêu cả, nên em chọn đồ hãng em bán anh em ơi. Rồi, mũi khoan của hàng chuyên Blue nè anh em. Đây, từ nhỏ tới lớn nha. Combo mũi khoan nè. Cái mũi này rất là hay, anh em nhiều anh cần lắm luôn á. Đây là cái mũi chuyên cho anh em mình khoan vô gạch men là hợp lý nhất. Em thấy bạn này khoan gạch men là hợp lý. Bởi vì sao? À, nhiều khi anh em làm trên cao mà đang xài con bê tông này, cái đuôi thì đuôi SDS nhưng mà cái đầu của nó là đầu đa năng nha anh em. Cái đầu này giúp anh em mình làm gì, mình khoan sắt được nha, sắt mỏng á, rồi mình khoan gỗ được, mình khoan tường bê tông được, khoan gạch men được. Đặc biệt là làm trên cao, khoan gạch men là mình không có sợ bể, không có sợ bể cái miếng gạch men của mình. Miếng gạch men của mình nó ra cái lỗ khoan rất là tròn đẹp, không có ba vớ ba vía gì luôn nha anh em. Đấy, combo, bán combo nha. Anh mua lẻ thì em có bán lẻ. Combo của em là 6 ly. Hay gọi là mũi đa năng xài cho bê tông nha anh em, gọi là mũi khoan đa năng dùng cho con bê tông. Là combo 6, 8, 10, 12, 4 mũi. Giá là 130.000 bao cước ha. 130.000 đã bao gồm tiền cước. Cái này là em báo giá đó là để cho anh em mình có cơ hội được trải nghiệm dùng thử cái dòng mũi của King Blue nha, chứ không ai bán cái giá này đâu anh em. Không ai bán giá 130.000 bốn cây này mà bao cước hết trường á. Tiền cước là hết mất tiêu 22.000 rồi anh em. Đấy, không còn bao nhiêu lợi nhuận cả. Đấy, chỉ bán để ra thị trường cho anh em mình trải nghiệm và sử dụng được cái dòng mũi của King Blue và có quay lại mua của em tiếp nha. Đó, đây là mũi khoan đa năng dành cho bê tông, chỉ bán combo và bao ship, chứ còn nếu mà anh em mua lẻ 10 cái mũi 12 đi chăng nữa cũng không bao ship anh em nha. Chỉ bán combo mới bao ship thôi. Rồi tiếp theo là cái mũi bê tông dài 26 cm. Đấy, dài 26 cm, King Blue nó hỏng sản xuất cái mũi 4 me anh em. Nó mũi 2 me thôi. Đó, 18 ly nhân cho 26 nè, 75.000 anh em nhìn coi nè. Nhìn cái mũi khoan là mình biết cái chất lượng nha. Những cái mũi khoan dởm á, nhìn nó làm không có sắc sảo. Đấy, nó làm không có sắc sảo, không có đẹp. Này hai cạnh thôi ha. Đó, 18 ly hai cạnh. Đó, cái nào cũng như nhau hết anh em. Nó làm rất là sắc sảo, rất là đẹp nha. Thép nó rất là tốt, xài rất là bền nha, chứ không phải giống như những cái hàng giá rẻ, hàng nhái khác đâu nha. 18 ly nó sẽ là 75.000 nè. Còn 20 ly dài 26 là 95.000. 22 ly dài 26 là 115.000 ha. 22 ly nè anh em, dài 26 là 115. Rồi, nó có cái loại 4 me là như thế này. 4 me là nó sẽ dài tới 35 lận cho anh em mình khoan xuyên tường. Ở xuyên tường lớn hơn, ví dụ như anh em xuyên tường 20 thì có thể xài cái hai cạnh 26 này. Nhưng mà lỡ may rồi tường đó nó hay có sắc mỏng, nó kèm sắc mỏng vô trong đó là phải chơi tới cái mũi 35. Mũi dài 35 này để làm chi, nó có 4 cạnh anh em. Nó 4 me lận để cho mình nhiều lúc mình đụng sắt á anh em, sắt mỏng á thì nó sẽ không có bị sóc ngược lại. Chứ cái mũi hai cạnh này nếu mình khoan cứng mà lỡ cái tường đó chỗ đó nó có một cái thanh sắt mỏng á, thì nó sẽ bị trật cái mũi khoan và nó sóc ngược lại người sử dụng. Còn cái bản 4 me này thì lại không nha. Đây anh em nhìn nè, đấy cái mũi 4 me nè. À, mũi khoan đẹp kinh khủng chưa? Ta trao chuốt bài bản chưa? Đấy. Rồi. Bốn cạnh nó như thế này nè anh em. Đấy, bốn cạnh nó như thế này, cái kia là hai cạnh đúng không, còn cái này là bốn cạnh. Lỡ như mà có đụng sắt là nó sẽ khoan luôn được sắt đó. À, nó không, nó rất là an toàn cho người sử dụng, không có bị sóc ngược lại cho mình đâu, nó an toàn. Nhiều khi mình làm công việc nặng là phải xài mấy cái mũi này anh em nha. Nè, mũi này dài 35 cm, đây 18 ly dài 35, giá là 100.000 một mũi. Rồi 22 ly dài 35,
giá 160. Rồi 20 ly dài 35 giá 140. Đó. À, em có những cái mũi khác nữa nha, 12, 14, 16 rồi quá hết nha. Nên anh em mình, cái này là những cái để anh em tham khảo thông dụng thôi. Còn anh em cần mũi bao nhiêu, mình đang thiếu cái mũi bao nhiêu ly ngoài những cái mũi em đang nói, thì mình có thể comment lên hoặc là nhắn tin Zalo hỏi em, để xem thử em có hàng King Blue loại đó không nha anh em. Đó, anh em nào mua được thì ủng hộ em qua Zalo được chưa. Rồi à, bây giờ tới cái bộ khẩu em bán lẻ nè anh em. Đây, bán lẻ khẩu cho anh em, để nhiều anh em không biết em bán lẻ. Khẩu dài nha, thép CRV. Đấy, thép CRV khẩu dài 7,8 cm. Em sẽ báo giá từng cái nha. Anh em nào mua cả bộ thì có giá bộ luôn. Còn cái này là giá từng khẩu. Cả bộ của nó là như thế này, từ 10 ly cho tới 27 ly. 12 tiếp. Cả bộ nó là 12 tiếp. Giá là 500 ngàn bao ship luôn. Được chưa? Còn anh em mua cái hộp mà loại 10 khẩu á thì nó 245.000, nó có 10 khẩu thôi. Và không có bao cước, được chưa? Rồi. Đây, 10 ly nè. 10 ly ha. Giá là 35.000. À, 12 là 35 nè. 13 cũng 35 luôn. 14 cũng 35. À, 19 là 40. À, 15 là 35. 16 là 35, từ 10 cho tới 16 là 35 nè anh em. Rồi 17, 19, 21. 17, 19, 21 thì nó sẽ là 40.000 một khẩu. Rồi 50.000 là khẩu 22. Rồi khẩu 24 nó sẽ là 50.000 luôn. Rồi khẩu 27 là 75.000. Đó. Cái này anh em xài là ổn nha, chứ những cái loại thép dởm thì mình dùng nó sẽ mau bị tà lắm. Còn cái này chuẩn thép CRV mình dùng nó sẽ ổn định hơn. À, nó bền hơn một tí nha, tiền nào của đó ha. Còn có loại đắt tiền hơn nữa cơ, nhưng mà cái này là giá bình dân cho anh em mình xài nè. À, anh em nào mua lẻ thì báo em, thiếu nhà mình đang mắc cái khẩu nào thì mình mua nha, chứ không nhất thiết phải mua cả bộ đâu. Cả bộ em cũng có, nhưng mà mình báo lấy lẻ để anh em mình dễ mua nha. Mình hay xài cái nào thì mình chọn một cái em sẽ bán lẻ cho mình luôn. Rồi ha, tới cái này là cái này em thấy như trên nhiều anh hay mua. À, loại rẻ rẻ nè. À, cái này giá có 65.000 thôi mà nhiều anh mua trên Shopee là 20-30.000, xài không được đâu anh em. Cái thép nó dởm, bấm một cái là nó tè mất tiêu hả, mình bạn một cái là nó tè. Này anh em hả, đó nè, tất cả những cái mũi, cái mũi thông dụng nha, này nè, đó nè, phê quà quá trần luôn. À, là hoa thị của nó là hoa thị lỗ nha, có hoa thị lỗ nữa nè, pH 1, pH 2, rồi lục giác, rồi đầu trừ, rồi nó có một cái đầu vít trong này. Đó, một cái đầu vít trong này, mình muốn xài thì mình gắn vô thôi. Cái này anh em mở đồ điện tử rồi là xài ok lắm nha. Đó, cái này là bằng thép CRV anh em nha, chứ không phải thép dởm đâu, xài ok lắm. 65.000 một cục, cho anh em về mở chi tiết nhỏ nha. Đó, tất cả những cái chi tiết nhỏ này. Đó, không xài nữa thì mình vặn vô rồi mình cắt thôi. Này, nó có báo cho mình đầy đủ luôn. 31 trong 1 anh em nha, tức là 31 chi tiết ở trong một cái như thế này. À, anh nào mua giá 65 thôi à, quá rẻ ha, 65.000 thôi. Rồi, à, đèn pin của quật phao nè anh em. Đèn pin của quật phao này là 175.000, chưa có pin nha. 175.000 chưa có pin đâu. Nó xài cho mình đây. Bạn ra, trước kia quật phao ở đâu có bán đèn pin như thế này đâu anh em. Đó, em sẽ bỏ pin vô. Dạ, cái này nó xài cho mình là 3 viên pin tiểu anh em. Gắn 3 viên pin tiểu vô. Nè, nó sẽ sáng từ 1 tiếng rưỡi tới 4 tiếng rưỡi. Là mình tùy vào cái ánh sáng của mình đó anh em. Ánh sáng mình mạnh hay yếu á, là nó sẽ từ tối đa là được 4 tiếng rưỡi. Maximum là mình sẽ xài được 4 tiếng rưỡi liên tục á, gọi là sáng liên tục đó anh em. Mà đèn pin đâu có ai xài mà 4 tiếng rưỡi cầm đèn 4 tiếng rưỡi liên tục đâu, đúng không? Rồi, xong cái nó có tính năng cho mình là IP64, là chống nước nha. Nha anh em, sợ cầm cái này đi ngoài mưa vô tư nha anh em. Chống nước, chống bụi ha. Chống nước tứ hướng luôn, IP64 là chống nước tứ hướng luôn anh em. À, có thể rọi xa cho mình là, người ta nói rọi xa được tầm 170m anh em. Nè, người ta trên này, người ta ghi cho mình nè, 170m. Đấy, rọi xa kinh khủng ha.
Rồi bạn này giá là 175 là chưa bao gồm pin nha anh em nha. 175.000 là chưa bao gồm tiền pin nha. Những cái loại rẻ tiền thì người ta sẽ không có làm cái công nghệ chống nước vô nha anh em, không có làm công nghệ chống nước, à là công nghệ chống nước người ta chỉ quảng cáo ảo thôi. Còn bạn này thì có công nghệ chống nước, vượt pha nó nói thì chắc chắn là sẽ có. Nên là anh em tin tưởng ha. Công nghệ chống bụi chống nước nha. IP64. À, IP56 là đã giữ rồi, cái này là IP64 nha, chống bụi chống nước tứ hướng luôn á. 175. Rồi đinh ép của thằng Kim Blue, đinh ép 3 phân anh em ha. Từ 1 cho tới 3 phân nè. À, đồ bãi em không có nữa đâu, đồ bên đinh ép đồ bãi thì bán thì ngon đó. Nhưng mà thật sự khi mà đồ bãi nó đã hư nha anh em, linh kiện nó không có, chỉ có sàn từ con này qua con kia thôi. Chỉ có mua con máy bãi bỏ vô sàn đồ qua. Cái lưỡi gà nó hư một cái là 150-200 ngàn là chuyện bình thường anh em. Xài thì ngon nhưng mà đụng chuyện một cái là anh em đồ thay không có, cho nên em rất đau đầu cái đó, thành ra em không có bán nữa. Chi phí sửa chữa quá cao và rất cực kỳ kén linh kiện cho nên em không bán. Bây giờ em bán King Blue hoặc là bán của World Fowl. Đấy, đến ép King Blue giá 460 ngàn F3 nè anh em ha. Đây F3. Anh em nha, xài mấy cái hàng này yên tâm hơn nha, có bảo hành đồ đầy đủ các kiểu. Rồi khò của King Blue nè, con khò này là con khò rất là đỉnh cao anh em, 170 ngàn. Anh em thấy người ta bán có mấy chục ngàn thôi, 30-40 ngàn cái, 50 ngàn một cái đúng không? Nhưng những cái đó nó sẽ ra lửa rất là vàng, rất kiểu như là nó ra không có đều ga nè, làm cho cái ga bị, một thứ hai đó là bị xì ga khi mà mình bỏ vô nè anh em, mình gài vô nó không có, nó bị xì ga ngược rồi trở lại, ga nó ra không có hết, kiểu như ra ga nó không có ra hết lửa, nó lại dư ga ở phía dưới, nó xì ga ra đó làm phật lửa đó. Cái rủi ro rất là cao nha các bạn. King Blue này bạn khắc phục được tất cả mọi rủi ro mà anh em đang lo lắng nha. 170 ngàn cái, tiền nào của đó anh em. Với lại là cái tầm nó xa như thế này nè, là mình để cái bình ga mini chỗ này nữa thì mình không có sợ bị nắm, không có sợ bị phật, rồi khi mà có sự cố là mình dễ xử lý hơn. Còn cái loại mà nó ngắn quá như thế này nè thì nó sẽ nắm, mình làm nhiều thời gian nó sẽ nắm mà thui được đó, hoặc là mình khò nắm cái gì đó thì nó sẽ dễ bị nó nắm cái bình ga. Còn cái này thì nó xa cái bình ga ra một tí thì nó sẽ lâu nắm, lâu tác động nắm nhiệt lên cái bình ga hơn. Và đặc biệt cái cò của nó nè, đây mình gọi là cái cò đi ha, gọi là cái điều tóc lửa nè anh em, nó ra cái lửa rất là đều. Mình vặn tới đâu, mình muốn lửa bao nhiêu thì mình theo cái tiêu điều cái núm vặn của mình luôn. Còn một số hàng giá rẻ thì cái điều tóc vặn núm lửa nó ra không có đều và nó ra không có theo ý mình. Còn các bạn này thì gọi là điều tóc cò cực kỳ mượt luôn, nó ra lửa theo ý mình. 170 ngàn cái thôi anh em. Phi 28 nha, lửa nè, cái đầu nè phi 28 lửa ra đó. Và anh em làm nhà bếp hoặc là đi ứng dụng trong đời sống rất là nhiều nha. Thì cò mà anh em mình đang xài mấy cái loại 50 ngàn cũng có, 30 ngàn cũng có, 70 ngàn cũng có. Nhà em cũng có mấy cái đó có chứ không phải không, nhưng mà em test em thấy thằng King Blue là ngon nhất thật sự luôn. Đúng là nó mắc tiền nhất nhưng mà nó thật sự là ngon nhất, chứ không phải, chưa chắc những cái đã mắc tiền mà ngon đâu nha anh em. Cái này thì mắc tiền nhất nhưng mà ngon thật sự, có test qua rồi thấy ok, giới thiệu tới anh em. Rồi cái này là bấm cành này, bấm cành của King Blue 250 ngàn cái. À, em thấy King Blue bán cái này mắc nhất rồi đó, không có nào mắc hơn đâu. Nó chơi là lò xo thép lá như thế này, cảm giác bóp nó nhẹ nhàng lắm anh em, cầm cái kéo nó rất là nhẹ nhàng. Và lưỡi thép của nó này, lưỡi của nó là làm bằng thép SK5 từ Nhật Bản nha, cho nên là cái lưỡi này bao cho anh em là đúng chuẩn xịn SK5 của Nhật luôn, không phải là hàng quảng cáo xạo đâu nha. King Blue nó nói gì là làm đó thôi đó. Nên anh em muốn bền là mình xài cái này, muốn cắt nhanh, muốn cắt ngọt, muốn nhẹ tay là xài cái này. Chứ còn rẻ thì người ta bán quá chừng 40-50 ngàn cái thôi cũng có, nhưng mà mình cắt nó sẽ mỏi tay hơn, bởi vì nó không có độ sắc bén, nó không có độ bền, nó không có, và cái cảm giác bóp nó sẽ thô cứng hơn so với những cái đồ đắt tiền ha. 250 ngàn cũng không quá cao anh em, có thể mua nha. 250 ngàn cái. King Blue nó có bán loại 80 nữa cơ, nhưng mà em giới thiệu 250 chứ. Anh em nào muốn mua đồ rẻ thì có đồ rẻ. Thì nó đắt tiền ở chỗ cái lưỡi với lại cái chỗ cái lò xo nè anh em, cái lò xo bóp này thôi. Chứ thực sự là lưỡi của King Blue thì cái nào kéo cái cành là nó làm bằng SK5 hết trơn à. Đây. Rồi mấy hàng nhá, mấy hàng mini nè anh em. Hàng mini xài gia đình nè, hoặc là anh em đi làm công trình mà làm ở trên cao rồi đó,
cần một cái nhỏ nhỏ mini 130A để mình hàng 2 ly 6 liên tục á, là mình xài cái này cho em. 130A hàng quật phao bảo hành 12 tháng. Anh em mình kéo 2 ly 6 là mình làm cả ngày vô tư nha. Còn 3 ly 2 thì mình sẽ dùng được tầm 40%. 40% ha, tức là kiểu như là mình chấm thôi. Chứ còn kéo cả ngày thì nó chưa không loại. Ví dụ như 2 ly 6 là mình bao được 100% nè. Còn 3 ly 2 thì tầm 40% công suất thôi. Đó. Có màn hình điện tử nha. Là mình chỉnh A nó sẽ hiển thị lên chỗ này. Cái số A và công suất của những máy hàng chính hãng thì nó chính xác 100%. Nên em yên tâm. 1.350.000 là em bao cước tặng nhà luôn nha anh em ha. 1.350.000. Cái hàng này nha, nó cũng có chống dính, chống giặt đồ các kiểu luôn anh em. Không có thua cái hãng nào hết trơn á. Cũng đầy đủ tính năng và cũng tặng kèm gì mặt nạ rồi đủ thứ linh kiện luôn. Không có khác gì cả. Nhà hàng 2 ly 6 rất là ngọt. Cái hồ quang của nó là không có bị ngắt quãng nha. Hồ quang nó rất là đều. Đó. Cái này là tụi em có test qua thử qua rồi cho nên mới bán nè. Cái nào thử qua mà dở quá là chắc là không dám bán đâu. À, cái này thì ổn nha, ổn anh em ha. 350.000 rồi. Cờ lê em có hai mẫu cờ lê của quật phao này mà anh em hay dùng nè. Đây cờ lê chữ C gọi là vòng cung nè anh em. Những con ốc ở trong cái thế như thế này là phải xài tới nó chứ cờ lê thẳng đâu có xài được đâu anh em. Anh em nào chuyên mở ốc máy trong góc trong kẹt là phải xài cái này nha. Đó, ốc kẹt như thế này. Mình sẽ có kích thước là 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19 và 21, 22 nha. 260.000 một bộ. Còn anh em làm thợ máy mà hay mở cờ lê ống dầu là phải chơi cái này. Đây, bộ cờ lê mở ống dầu. Những con ốc mà nó có cái bu lông ở trên đó anh em. Này, là phải chơi cái này. Đó, nè. Cái cờ lê của nó hình ống dầu này nè. Ở cái đầu bu lông đó. 245.000 một bộ nha. 6 cây không bán lẻ nha. Mình sẽ có từ 8 tới 24. 8 x 10, 11, 13, 12, 14, 16, 18, 17, 19 và 22, 24 nè. Người ta tên tính thức của người ta gọi là gì? Bộ 6 cờ lê tháo ống dầu. Anh em thấy không? Người ta xuất khẩu đi tất cả rất là nhiều nước cho nên là nó có phiên dịch ra nhiều nước nè anh em thấy không? Trong đó có tiếng Việt. Đây là những cái hàng người ta xuất khẩu đi nè. Đó, đâu phải là chỉ là hàng của Việt Nam mình đâu. Cái này người ta có sản xuất và xuất khẩu đi rất là nhiều nước khác nhau nè. Trong đó có Việt Nam. Đó. Một như ta 245.000 bộ nha. Anh em thợ máy chi tiết là hay cần cái này. Đó rồi. Hôm nay video em tới đây thôi. Cảm ơn anh em mình quan tâm theo dõi nha. Hẹn anh em ở video hôm sau. Nhớ nhắn Zalo cho em với nha. Đây, mình cần cái gì thêm á, ngoài những cái em lên video á thì cứ hỏi. Em có cũng khá là nhiều loại đó. Anh em mình cứ mạnh dạn comment hoặc là các bạn Zalo hỏi em nha.